Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 100 du thiện na. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 200 du thiện na. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 300 du thiện na. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 400, 500, 600 cho đến ngàn du thiện na. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được một cõi châu thiện bộ. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được hai đại châu. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được ba đại châu. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được bốn đại châu. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được tiểu thiên thế giới. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được trung thiên thế giới. Có Đại Bồ Tát với nhục nhãn thấy được 3.000 đại thiên thế giới. Này Xá Lợi Tử, đó gọi là nhục nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là thiên nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật bảo Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát với thiên nhãn thấy được như thiên nhãn của tất cả trời tứ đại vương thấy được. Thấy được như thiên nhãn của tất cả trời 33, trời Dạ Ma, trời Đồ Sử Đa, trời Lạc Biến Hóa, trời Tha Hóa Tự Tại. Thấy được như thiên nhãn của tất cả trời phạm chúng cho đến thấy được như thiên nhãn của tất cả trời sắc cứu cánh. Này Xá Lợi Tử, có Đại Bồ Tát với thiên nhãn thấy được sự việc mà thiên nhãn của tất cả trời tứ đại vương cho đến trời sắc cứu cánh không thể thấy được. Này Xá Lợi Tử, các Đại Bồ Tát với thiên nhãn có thể thấy được hữu tình trong hoàng hà xa số thế giới khắp mười phương trước đây sanh kia. Này Xá Lợi Tử, đó là thiên nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Khi ấy Xá Lợi Tử lại thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là tuệ nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, Đại Bồ Tát với tuệ nhãn không thấy có pháp hoặc hữu vi hoặc vô vi, hoặc hữu lậu hoặc vô lậu, hoặc thế gian hoặc xuất thế gian, hoặc có tội hoặc không có tội, hoặc ô nhiễm hoặc thanh tịnh, hoặc có sắc hoặc không sắc, hoặc có đối hoặc không đối, hoặc quá khứ hoặc vị lai hoặc hiện tại, hoặc bị ràng buộc ở dục giới, hoặc bị ràng buộc ở sắc giới, hoặc bị ràng buộc ở vô sắc giới, hoặc thiện, hoặc bất thiện, hoặc vô ký, hoặc kiến sở đoạn, hoặc tu sở đoạn, hoặc phi sở đoạn, hoặc học, hoặc vô học, hoặc chẳng phải học, chẳng phải vô học, cho đến nhất thiết pháp, hoặc tự tánh, hoặc sai biệt. Này Xá Lợi Tử, tuệ nhãn của Đại Bồ Tát này không thấy có pháp nào có thể thấy, có thể nghe, có thể hiểu, có thể biết. Này Xá Lợi Tử, đó là tuệ nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Bấy giờ Xá Lợi Tử thưa, Bạch Thế Tôn, thế nào gọi là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát? Phật dạy Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật các loại bộ đặc giả la sai khác. Đây là tùy tín hành, đây là tùy pháp hành, đây là vô tướng hành, đây là trụ không, đây là trụ vô tướng, đây là trụ vô nguyện, đây do pháp môn giải thoát không phát sanh năm căn, do năm căn phát sanh định vô gián, do định vô gián phát sanh giải thoát tri kiến, do có giải thoát tri kiến mới vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử, thân kiến, giới cấm thủ, nghi. Do vĩnh viễn đoạn trừ ba kiết sử này nên được quả dự lưu, do tu đạo giảm bớt dục tham, sân giận nên được quả nhất lai, do tu đạo thượng phẩm đoạn hẳn dục tham, sân giận nên đắc quả bất hoàn, lại do tu đạo tăng thượng phẩm đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử sắc tham, vô sắc tham, vô minh, mạn, trạo cử, do đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử này nên đắc quả a la hán, đây do pháp môn giải thoát vô tướng nên phát sanh năm căn, do năm căn phát sanh định vô gián, cho đến đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử đắc quả a la hán, đây do pháp môn giải thoát vô nguyện phát sanh năm căn, do năm căn phát sanh định vô gián, cho đến đoạn hẳn năm thượng phần kiết sử đắc quả a la hán, do hai do ba cũng vậy. Này Xá Lợi Tử, đó là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lại nữa, Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật những pháp tập khởi đều là pháp diệt. Do biết như vậy nên được năm loại mắt.
Này Xá Lợi Tử, đó gọi là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật. Đại Bồ Tát này ban đầu phát tâm tu hành bố thí ba la mật đa, cho đến tu hành bát nhã ba la mật đa, thành tựu tín căn, tinh tấn căn, phương tiện thiện xảo nên được ý thọ thân, tăng trưởng thiện pháp. Đại Bồ Tát này thường sanh trong những dòng họ lớn, như sanh vào dòng họ Sát Đế Lợi, hoặc sanh vào dòng họ Bà La Môn, hoặc sanh vào dòng họ Trường Giả, hoặc sanh vào dòng họ Cư Sĩ, hoặc sanh lên trời Tứ Đại Vương, cho đến sanh lên trời Tha Hóa Tự Tại, trụ ở nơi đó giáo hóa hữu tình, tùy theo sự ưa thích của chúng hữu tình, mà cung cấp đầy đủ các loại tốt đẹp làm nghiêm tịnh cõi Phật, cúng dường, cung kính, tôn trọng, ngợi khen chư Phật Thế Tôn, không rơi vào địa vị thanh văn độc giác, cho đến đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác, chọn không thối chuyển. Này Xá Lợi Tử, đó là pháp nhãn thanh tịnh của Đại Bồ Tát. Lại nữa, này Xá Lợi Tử, pháp nhãn của Đại Bồ Tát có thể biết như thật. Đại Bồ Tát này đã được thọ ký quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát này chưa được thọ ký quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đại Bồ Tát này đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác đã được bất thối. Đại Bồ Tát này đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác chưa được bất thối. Đại Bồ Tát này đã đạt đến địa vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này chưa đạt đến địa vị bất thối chuyển. Đại Bồ Tát này đã viên mãn thần thông thủ thắng.